Vâng. Cửa hàng Chính Hường xin mến chào toàn thể anh em trên cả nước nhé. Thế thì hôm nay là em lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể anh em một lô máy cắt cỏ gồm 11 cây. Đây, gồm 11 cây nhé. Thì hôm nay là em lên gồm có hàng Komatsu này, hàng Mitsubishi, hàng Echo nhé, hàng Maruyama. Thế thì cụ thể như thế nào thì các bác nhớ bỏ ra vài phút để theo dõi hết video giúp em. Và khi xem video thì các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh nhé. Bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like, like trên này nhé. Rồi và bác nào mà muốn mua hàng, mua sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979561493 hoặc 0378909 nhé 688. Thì các bác cứ báo em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác xem. Đấy. Đồng ý mua hàng thì em mới gửi hàng cho các bác thôi. Đấy. Còn hai nữa là khi mà các bác mà mua hàng ở bên em thì không cần phải cọc gì đồng nào cả. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng, test hàng thoải mái. Ưng ý thì các bác mới phải thanh toán thôi. Đấy. Không ưng ý thì các bác hoàn về. Đấy. Rồi. Và địa chỉ em là ở Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang nhé các bác. Bác nào mà ở gần thì có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để tham khảo mua hàng. Và đặc biệt là các bác mà có con em muốn cho đi học về cái máy cắt cỏ, máy cưa xăng thì bên em vẫn đang nhận đào tạo học viên nhé các bác nhé. Rồi thì khi mà các bác mà mua hàng ở bên em thì các bác sẽ được đi kèm những món đồ như sau nhé. Đầu tiên là có cái dây đeo này, hai là cái chắn cỏ nhé, ba là cái chồng mở buji, bốn là cái lục giác nhưng mà lục giác nó rơi ở đâu mất rồi. Đấy, 5 là cái lưới dao này, gồm có 5 món nhé. Đấy, và đặc biệt là khi các bác mà mua hàng ở trong buổi video thì em vẫn tiếp tục tặng cho các bác một lon dầu nữa, là 6 món nhé các bác nhé. Đấy, gồm có 6 món đi kèm. Đấy. Rồi, đây là những cái đi kèm theo máy này. Và khi các bác mà đây là cái ổ phát xích. Ổ phát xích này thì các bác đi phát rất là yên tâm. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. Các bác chỉ cần lắp vào cái này vào đầu bò là các bác phát được tận gốc luôn nha các bác nhé. Đấy, không lo bị cong vênh hay gãy dao gì cả. Đấy, thì cái ổ này là em cũng báo giá luôn, là em bán là 150.000 nhá, bao ship toàn quốc luôn. Và còn đây là cái đầu bơm nước này. Đầu bơm nước này thì rất là tiện lợi cho các bác làm vườn luôn. Đầu này thì các bác không cần phải sử dụng đến cái động cơ điện hay là dây điện gì cả, mà sử dụng chính cái máy cắt cỏ của các bác chỉ cần gắn cái này vào cái đầu ốc này, vào cái đầu ốc đầu bò, và hạ cái chõ này xuống nước là các bác bơm được nước luôn, không cần phải nhiều thao tác làm gì cả. Hạ cái chõ này bơm nước, cái đầu này họng ra là họng 27 nha các bác nhá, bơm cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Thì cái đầu bơm nước này là em cũng báo giá luôn là 230.000, em bao ship toàn quốc nha các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì các bác mà mua máy cắt cỏ mà các bác muốn mua cái mũ bảo hộ này thì bên em vẫn còn rất là nhiều nhá. Bản chất của cái mũ này thì nó cũng về cái mũ thì không có gì đặc biệt lắm, đặc biệt là ở cái lưới này này. Cái lưới này là cái lưới thép bọc nhựa nhá, chống rỉ này, chống han rỉ này, và khi các bác phát cỏ thì tránh được những cái dị vật, ví dụ như là bụi cỏ hay là đất đá nó bắn vào mắt, vào mặt các bác nhé. Đấy, cái này thì khi mà đá bật vào bắn vào thì nó chỉ méo vào xong là bỏ ra nó lại đàn hồi và trở về, thì cái này phát rất là an toàn luôn nhé. Thì cái mũ này là các bác mà có nhu cầu mua thì các bác hãy liên hệ qua số điện thoại 0979561493 nhé. Đấy. Là em cũng báo giá luôn là 100.000 chưa ship. Đấy. Rồi thì không nói dài dòng nữa thì em xin phép được vào của video của em nay luôn. Thì lô của em nay là lô E nha các bác nhé, E1, E2, E3, E4. Thì các bác xem video thì các bác muốn mua sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979561493. Đấy. Em có để số ở trên màn hình đấy nhá các bác nhá. Đấy. Rồi thì đây, cây đầu tiên là cây E1. Rồi,
Cây E1 này là một con hàng Keolit nhé. Con này công suất của nó là 20cc. Nòng của nó là nòng 30 ly nhé các bác nhé. Đây vỏ đẹp, máy đẹp này. Máy sáng, bô sáng, bình xăng zin. Chế zin nha các bác. Tum liền, cần lắp zin. Đầu bò zin này. Đấy. Thì cây E1 này giá là 1.200.000 nhá. Rồi, tiếp theo đến cây E2. Rồi, cây E2 này là một con hàng Tanaka nhé. Con này là Tanaka giật đằng trước. Đây, cái con giật nó ở đằng trước này. Đấy, khởi động đằng trước. Công suất của nó là 22cc, nòng 32 ly. Vỏ đẹp, máy sáng này. Bô sáng nhé, bình xăng này thì em thay mới rồi. Chế zin, chế một kim chỉnh One Pro tay đỏ đây nhá. Tum lìa, tum rời này. Đấy, tum rời, cần lắp zin. Đầu bò zin, chống cấn cỏ, bảo vệ ốc sắn rồi. Đấy, thì cây E2 này giá là 1.400.000 nha các bác nhá. Em bao ship toàn quốc rồi và bảo hành cho các bác là 6 tháng luôn. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây E3. Thì cây E3 này là một con hàng Maruyama nha các bác nhé. Công suất của nó là 22cc. Con này là Marusao. Công suất 22cc này, nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp này. Máy đẹp này. Bình xăng zin. Chế zin nhá. Chế hai kim chỉnh One Pro này. Con này là con tum liền này. Cần lắp zin. Và đầu bò nguyên bản. Thì cây E3 này giá là 1.400.000 nhá. Rồi tiếp theo đến cây E4. Rồi, cây E4 này là một con hàng Maruyama. Con này công suất của nó là 24cc nha, 2460. Cũng vẫn có Maruyama này. Vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, chế zin nhá. Tum liền này, cần lắp zin. Và đầu bò nguyên bản. Thì cây E4 này có giá là 1.500.000 nha các bác nhá. Em bao ship toàn quốc rồi. Rồi, thì khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 nhé. Và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh nhé. Bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like. Bác nào mà thấy có gì chưa đạt thì các bác cũng cho em xin một lời bình luận ở bên dưới nhé. Rồi, tiếp theo đến cây E5. Rồi, cây E5 này là một con hàng Hitachi nhá. Con này công suất của nó là 21cc. Nòng của nó là nòng 31 ly nhá các bác nhá. Đây vỏ đẹp, máy đẹp này. Bô sáng, bình xăng zin, có trợ lực lớn này. Chế zin này. Tum liền, cần lắp zin. Và đầu bò nguyên bản nhá. Thì cây E5 này có giá là 1.600.000. Rồi, tiếp theo đến cây E6. Rồi thì cây E6 này là một con hàng Echo nhá. Con này công suất của nó là 24cc, nòng 34 ly. Đây vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, có trợ lực nhá. Chế zin này, tum liền, cần lắp zin. Và đầu bò nguyên bản. Con này thì sử dụng ga bóc nguyên bản đây nhá. Đấy, thì cây E6 này có giá là 1.600.000. Rồi tiếp theo đến cây E7. Rồi, cây E7 này là một con hàng con này là con Komatsu nhé. Công suất của nó là 23cc.
Nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp này, máy đẹp này. Đấy, con này là bình xăng zin nhá, chế zin. À, con này tum liền nhá, cần lắp zin này và đồ bò nguyên bản. Thì cái E7 này là giá 1.800.000 nhá các bác nhá. Đấy, đây máy rất là đẹp này, máy đẹp như mới luôn nhá các bác nhá. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây E8. Rồi, thì cây E8 này là một con hàng Tanaka nhé. Con này công suất của nó là 21cc, nòng của nó là nòng 31 ly. Đây, vỏ đẹp này. Các bác nhìn thấy máy rất là sáng này, bô sáng, bình xăng zin, chế zin nhá. Con này tum liền này, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản luôn. Đấy, thì cây E8 này có giá là 1.800.000 nhé các bác nhá. Em bao ship toàn quốc rồi và bảo hành các bác là 6 tháng nhá. Đấy, rồi, tiếp theo đến cây E9. Thì cây E9 này là một con hàng GOB nhá các bác nhá. Con này là nó là động cơ của con Mitsubishi. Đấy, nó là Mitsubishi. Con này là con công suất của nó là 23cc nhá. Đấy. Nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, chế zin này. Tum rồi. À, xin lỗi, con này tum liền này. Cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây E9 này có giá là 2.2 triệu nhá. Rồi. Tiếp theo đến cây E10. Rồi, cây E10 này là một con hàng Genwatt Komatsu nhé. Con này công suất của nó là 23cc, nòng 32 ly. Đây, con này vỏ đẹp này, máy sáng, bô sáng nhé. Bình xăng zin này, chế zin nhé. Con này tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây E10 này có giá là 2 triệu nhé. Rồi tiếp theo đến cây E11. Rồi, cây E11 này là một con Komatsu nhé. Con này là con công suất của nó là 26cc, nhưng mà cái tem này thì lại thợ đang dán cái tem 23 vào đây. Đấy. Nhưng mà con này là công suất của nó là 26cc nhá, 26cc này, nòng 34 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng này, bình xăng zin nhá, chế zin. Con này tum liền, cần lắp zin. Đấy. Và đầu bò em đã thay rồi. Đấy. Thì cây E11 này có giá là 2.400.000 nhá các bác nhá. Đấy. Rồi. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 11 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì đây em đi vào trong kho nhà em để cho các bác nhìn thấy bên em còn rất là nhiều máy này. Đấy, hiện tại vừa rồi là vừa về thêm rất là nhiều này. Đấy. Thì các bác xem video mà bác nào mà có nhu cầu sử dụng bất cứ sản phẩm nào về máy cắt cỏ thì các bác cứ chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 nhé. Bên em bán cả máy hàng chưa dọn này, hàng bao hơi lửa cho các bác về tự dọn luôn nhé các bác nhé. Rồi, thì video của em nay cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.